Nếu một đội bóng mà toàn những người vô gia cư sẽ như thế nào khi Hàn Quốc tuyển chọn toàn những người thất bại trong cuộc sống, sau đó huấn luyện bọn họ để đi đấu World Cup với mục đích là mang vinh quang về cho Tổ quốc. Vậy liệu rằng những con người ấy có thể làm nên trò trống gì không? Diễn biến thế nào hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Son Heung-min vốn là cầu thủ bóng đá vô cùng nổi tiếng, mỗi lần anh ra sân đều được nhận rất nhiều sự chú ý. Chẳng may trong một trận đấu Son có màn thể hiện vô cùng dở tệ, trực tiếp dẫn tới việc đội nhà để thua đối thủ. Sau trận đấu tất cả các phóng viên đều hướng sự chỉ trích vào Son, trong số đó có một tên ngứa mồm, liên tục đặt ra những câu hỏi vô cùng khắm lọ về đời tư của anh. Cùng với việc ức chế khi vừa thua trận, anh đã không kìm chế được mà chọc mù mắt anh ta. Chỉ đợi có thế đám phóng viên ngay lập tức chụp ảnh lia lịa. Sự việc hot đến mức anh bị chế thành meme lan tràn khắp trên mạng. Thậm chí nhà phát hành game còn chuyển thể Son thành nhân vật trong trò chơi con tra, điều đó khiến ông chủ đội bóng vô cùng tức giận. Lỗi này đặc biệt nghiêm trọng và không thể tha thứ. Cứ như vậy, ban liên đoàn bóng đá Hàn Quốc cùng đội bóng chủ quản đã đưa ra một án phạt, đó là buộc Son phải nghỉ thi đấu trong một thời gian, nhưng họ vẫn tạo điều kiện cho anh tham gia vào một chương trình thực tế. Nhiệm vụ còn làm huấn luyện viên dẫn dắt một đội bóng nghiệp dư. Bọn họ sẽ tham gia vào giải đấu World Cup cho những người vô gia cư. Thời gian diễn ra là vào 2 tháng sau. Người đồng hành cùng anh trong dự án lần này là cô đạo diễn Chung Min. Ngay sáng hôm sau công việc huấn luyện bắt đầu, nhưng mới đầu họ đã gặp phải khó khăn vì là lần đầu tiên anh phải đứng trước máy quay và làm theo kịch bản nên mọi thứ vô cùng ngượng ngùng. Tâm trạng thì đang rất buồn khi vừa bị cấm thi đấu. Ấy vậy mà Chung Min bắt anh lúc nào cũng phải cười thật tươi trước ống kính. Không những thế, người tham gia gần như chẳng ai biết gì về bóng đá. Thứ họ có duy nhất là những câu chuyện của bản thân. Chung Min muốn dùng những câu chuyện đó để lấy cảm tình của khán giả. Điều này khiến Son chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nghĩ rằng huấn luyện đám người này còn khó hơn cả việc MU vô địch C1. Đến hôm đó Son lén lút ra ngoài, lúc này cũng có một người phụ nữ thần bí xuất hiện, thì ra bà ấy chính là mẹ của Son. Vì làm ăn thua lỗ nên bây giờ bà rơi vào cảnh nợ nần ngập đầu, không có tiền trả nên bị cảnh sát truy nã khắp nơi. Bây giờ muốn thoát tội chỉ có cách kiếm đủ tiền trả nợ cho chủ nợ và mong rằng bọn chúng sẽ rút đơn tố cáo, mà tất cả bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Son. Trong khi đó anh vừa bị cấm thi đấu, bản thân còn đang đói rách thì kiếm đâu ra số tiền lớn như thế. Đã thế, sáng hôm sau Son Min lại thông báo một tin, trong đội bóng đã có một thành viên bỏ đi. Việc làm trước mắt là Son phải thuyết phục được người ấy quay trở lại. Ông chú này là một người mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phải đi làm phụ hồ sống qua ngày, nhưng trong một lần chẳng may ngã giàn giáo. Cũng vì thế mà số tiền tích cóp dùng để trả hết viện phí. Nhưng vụ tai nạn vẫn khiến cơ thể ông chú để lại di chứng. Chính điều này khiến ông không thể xin việc làm, qua đó phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Đang trong lúc tuyệt vọng nhất thì một người phụ nữ xuất hiện. Tuy rằng đầu óc cô có chút vấn đề, nhưng lại là người bên ông lúc khó khăn nhất. Chính điều đó đã khiến ông chú vượt lên chính mình. Ông quyết tâm sẽ phải kiếm nhiều tiền để chữa bệnh cho bà ấy. Lúc này Son cũng tìm thấy ông chú đang bán tạp chí bên bờ đường. Anh hỏi tại sao chú lại bỏ đội bóng, nhưng nhận được câu trả lời tất cả đều vì tiền. Dạo gần đây tiền viện phí tăng cao, ông không thể đợi 2 tháng để tham gia giải đấu kia được. Rồi ông còn trực tiếp dẫn Son về nhà. Ai ngờ lúc này người vợ không bình thường lại nhận ra Son, thậm chí còn gọi anh là anh chàng cầu thủ đẹp trai. Bà còn rất thích những người biết đá bóng. Vừa nghe thấy điều này, mắt ông chú sáng như đèn pha ô tô, cứ thế đồng ý quay lại đội bóng luyện tập, thậm chí còn nhiệt tình hơn cả lúc trước. Ai ngờ quá hưng phấn mà đã vô tình gây ra chấn thương cho đồng đội. Người ấy lại còn là tiền đạo số 1 của đội bóng. Lúc này ban huấn luyện mới họp bàn đưa ra phương án thay thế. Anh quản lý cũng nhớ ra một anh thanh niên kỹ năng rất ok, nhưng không hiểu tại sao dạo gần đây lại không đến luyện tập. Cậu ấy là In Suk, từ nhỏ đã sống trong trại trẻ mồ côi. Ở đây cậu gặp được một cô nhóc mà sau này lớn lên cả hai đã trở thành thanh mai trúc mã. Ai ngờ trong một vụ tai nạn cô ấy đã biến mất. Từ đó trở đi In Suk dùng mọi cách để tìm người yêu, nhưng đã rất nhiều năm trôi qua mà vẫn không có tác dụng gì. Lúc này Son cũng đến tìm In Suk nói chuyện, nếu cậu chịu quay trở lại đội bóng và đi thi đấu thì câu chuyện của cậu sẽ được phát trực tiếp lên TV, điều đó có thể giúp cậu dễ dàng tìm được nửa kia của mình. Thế là In Suk đã đồng ý quay trở lại luyện tập. Tuy vậy đội bóng vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết, nhất là tình trạng thể lực của mọi người. Bọn họ chỉ chạy được nửa vòng sân đã không chạy được nữa. Thấy vậy Son mới lên tiếng khích lệ mọi người, nhưng điều đó lại khiến bọn họ khó chịu, bảo rằng nếu anh giỏi thì hãy thi đấu với 5 người chúng tôi thử xem. Bên nào thua sẽ phải khao bên kia một chầu bia. Kèo quá thơm, Son ngay lập tức đồng ý. Với kỹ năng của một cầu thủ chuyên nghiệp, anh đã ao trình tất cả sân đấu. Son qua người dẻo như Messi, còn dứt điểm chẳng khác nào Ronaldo. Chỉ qua 10 phút thi đấu anh đã ghi tới 15 bàn. Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác ghi bàn, khiến Son ăn mừng vô cùng cuồng nhiệt. Lúc này cô con gái của một ông chú cùng chạy vào sân. Cô nhóc tới đây để xem bố luyện tập, vì mấy ngày nữa hai bố con sẽ không được gặp nhau. Ông chú béo này vốn là một người vô cùng thật thà, qua đó luôn bị người khác lợi dụng lấy mất tiền, khiến cho gia đình ông lúc nào cũng rơi vào cảnh túng thiếu, không thể chịu được mà người vợ đã ly hôn với ông, sau đó kết hôn với một người nước ngoài. Mấy ngày nữa bà sẽ mang con gái về nhà chồng, chính vì thế đây là một khoảng thời gian quý báu của hai bố con. Ai ngờ chú béo lúc này đến nhà còn chẳng có để về, thế là Son Min bên cạnh đã nghĩ ra cách, bảo Son cho họ ở nhà vài hôm. Tuy rằng không muốn nhưng vì đang đứng trước máy quay anh đành phải đồng ý. Cũng vì thế tối hôm đó hai bố con đã có một bữa ăn vô cùng hạnh phúc. Không lâu sau cả đội bóng có một trận thi đấu giao lưu mà đối thủ của bọn họ lại là một đội bóng của trường tiểu học. Nhìn là đã biết không cân tài cân sức rồi, nếu bà để thua nữa thì không còn gì để nói. Ấy vậy mà đội của Son lại thi đấu vô cùng bế tắc, trực tiếp dẫn tới những bàn thua không đáng có. Kết thúc hiệp 1 bọn họ đã thua tới 3-0. Lúc này Son mới lên tiếng thúc đẩy tinh thần mọi người. Chúng ta có thể thua thiệt về kỹ thuật nhưng thể lực mọi người vượt trội hơn hẳn, hãy dùng nó để lấy lợi thế. Chính những câu nói ấy đã khiến tất cả mọi người lấy lại sự tự tin. Qua đó bước vào hiệp 2 cả đội đã khác hoàn toàn.
Rất nhanh bọn họ đã ghi được bàn thắng đầu tiên, tiếp đà hưng phấn đó những bàn thắng tiếp theo cứ lần lượt kéo đến ngay cả ông chủ béo cũng có thể làm tung lưới đối phương. Tuy rằng sau bàn thắng ấy ông bị chảy máu mũi, nhưng điều đó cũng không quá quan trọng. Kết thúc trận đấu, đội bóng của Son chiến thắng nhọc nhằn với tỷ số 3-4. Nhưng còn chưa kịp vui mừng thì Son nhận được một tin báo, mẹ anh đã bị bắt và đang bị giam trong đồn. Bây giờ muốn cứu bà phải có một số tiền rất lớn. Tuy vậy Son cũng bất lực, anh không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Đang buồn đời đi dạo vô tình lại gặp một đám côn đồ, bọn chúng đang bắt nạt cô vợ chậm phát triển của ông chú trong đội bóng. Không thể chấp nhận được Son đã dạy cho đám một bài học. Tuy đông nhưng bọn chúng không phải là đối thủ của anh. Anh ngờ hành động nghĩa hiệp ý đã được camera an ninh ghi lại, nó rất nhanh đã phát tán trên mạng xã hội. Mọi người còn gọi anh là người hùng thầm lặng. Qua đó có rất nhiều người đã quyên góp tiền để đội bóng của Son có thêm kinh phí ra nước ngoài. Dùng cơ hội này giúp anh có thêm thu nhập bằng cách tham gia vào một chương trình truyền hình khác. Điều đó có nghĩa anh sẽ không thể dẫn đội bóng đi thi đấu nữa. Nếu đồng ý anh sẽ có một số tiền khổng lồ, nó đủ để đưa mẹ anh ra tù. Sau một hồi suy nghĩ, Son đã đồng ý với yêu cầu của quản lý. Hôm sau khi biết anh sẽ không dẫn đội bóng đi nữa, làm ai cũng buồn và mất đi toàn bộ tinh thần. Vài ngày sau mẹ của Son cũng được bảo lãnh ra ngoài, hai người đã cùng nhau dùng bữa và xem lại trận đấu ra mắt của Son trong màu áo đội tuyển quốc gia. Lúc này bà cũng bảo sẽ đi khỏi nơi này, tìm đến một nơi không ai biết mình để làm lại cuộc đời, còn anh hãy theo đuổi đam mê của mình, đừng vì bất cứ lý do nào mà từ bỏ ước mơ. Đến hôm sau, đội bóng cũng lên đường đi thi đấu. Anh cũng buồn vì không có huấn luyện viên đi cùng. Không ngờ đúng lúc này Son từ đâu xuất hiện. Thì ra chính những lời nói của mẹ đã khiến anh suy nghĩ lại, quyết tâm phải thực hiện ước mơ đem vinh quang về cho đất nước. Sau một chuyến bay dài, cuối cùng họ cũng đặt chân đến Hà Lan, nơi diễn ra vòng chung kết World Cup cho người vô gia cư. Đây là lần đầu tiên được ra nước ngoài nên ai cũng vô cùng phấn khích. Mọi thứ đều mới lạ trong mắt mọi người. Rất nhanh cũng diễn ra trận đấu đầu tiên. Đội tuyển Hàn Quốc ngồi trên khán đài xem trận đấu này, nhưng tất cả mọi người đều kinh ngạc. Không hiểu tại sao đội bóng vô gia cư mà lại toàn thanh niên trai tráng, lối đá thì cứ như mấy đội chuyên nghiệp, chỉ cần nhìn thôi đã muốn bỏ giải. Trận đấu tiếp theo đến lượt đội tuyển Hàn Quốc ra sân, đối thủ của bọn họ là đội tuyển Costa Rica. Theo mọi người dự đoán đây là một trận đấu khó với Hàn Quốc, quả nhiên đúng như vậy. Trận đấu mới vừa bắt đầu được 7 phút thì họ đã bị thủng lưới, không những thế bọn họ còn thua thiệt về thể hình. Trong mọi tình huống tranh chấp các cầu thủ toàn bị đẩy ngã, qua đó đối thủ cứ thay nhau bắn phá khung thành Hàn Quốc. Kết thúc hiệp 1 bọn họ đã để thủng lưới 6 quả. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến tinh thần của các cầu thủ, sang hiệp 2 không ai còn muốn đá, để mặc đội tuyển Costa Rica thỏa mãn ghi bàn. Kết thúc trận đấu Hàn Quốc thua nhẹ nhàng với tỷ số 12-0, đây đúng là một thất bại vô cùng nhục nhã. Vì thế trước khi bước vào trận đấu thứ hai với đội tuyển Đức, Son đã trực tiếp lên tiếng động viên khích lệ mọi người. Hãy cố gắng vượt qua khó khăn làm rạng danh nước nhà, đây chính là cơ hội để mỗi người chúng ta làm lại cuộc đời. Theo anh quan sát, đối thủ chủ yếu chơi chiến thuật lấy thịt để người, vì thế bọn họ hãy xác định trận này kiểu gì cũng gặp chấn thương, nhưng hãy vượt qua điều đó và chiến đấu hết sức mình. Cứ như vậy mọi người đã lấy lại được sự tự tin bước vào trận đấu, qua đó lối chơi cũng khác hẳn trận trước, thậm chí họ còn suýt chút nữa ghi bàn. Tuy rằng sau đó lại bị đối thủ phản công và mở tỷ số, nhưng tất cả không mất đi ý chí chiến đấu, dù có bị đẩy ngã thì bọn họ cũng nhanh chóng đứng dậy, và sau rất nhiều nỗ lực Hàn Quốc đã có được bàn thắng đầu tiên, mà nó còn ý nghĩa hơn khi chính bàn thắng ấy đã tiễn Đức về nước cùng Hàn Quốc. Kết thúc giải đấu, Son cùng đồng đội nhận giải đội tuyển mới xuất sắc nhất với một trận thắng và 10 trận thua. Vì giải đấu này chỉ có đúng Hàn Quốc là đội tuyển lần đầu tiên tham gia. Tuy rằng thất bại nhưng bằng sự cố gắng của mọi người, họ đã được tất cả khán giả công nhận. Đến khi chương trình này được phát sóng, số người xem đã đạt đến mức kỷ lục. Theo ước tính có khoảng 2/3 dân số Hàn Quốc biết đến đội bóng ước mơ. Đây cũng là một thành công rất lớn với một đạo diễn trẻ như So Min, mà các cầu thủ khi trở về sau giải đấu mỗi người đều có một cuộc sống mới, được gia đình tha thứ cho mọi lỗi lầm trước kia, hay là thành công tìm được nửa kia của cuộc đời. Còn Son cũng được quay trở lại làm cầu thủ chuyên nghiệp, tiếp tục hành trình mang vinh quang về cho đất nước. Phim đến đây cũng hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim.